Tặng ai? Tặng em gia đình. Tặng gia đình á? Bố gia đình rồi. Ra bảo nó quà thôi. Đầu tiên mình đi vào mình để ngoài cửa mình có cửa. Ok, bây giờ thực hiện theo ý tưởng của bạn và bà Lucy, chúng ta sẽ mang hộp quà này sang nhà gia đình Gia Bảo và chúng ta sẽ tặng gia đình Gia Bảo. À, có nghĩa là mình để đấy mà mình quăng cửa mình bỏ chạy á? Không, mà để riêng với kẹp. Ok, rồi. Rồi các bạn ơi, đã đến khu nhà gia đình Gia Bảo rồi. Đấy, Hà Ninh đã giả bút ba ghế rồi. Đi lên đi, nào, nhanh. Bây giờ mình sẽ lên mình bố trí gọi là camera. Hả? Ok, đi. Đấy các bạn ơi, đang tiến dần vào nhà khu gia đình Gia Bảo rồi. Thì nói nhỏ, mãi ở tận trên mà. Từ từ từ, để bố trí, để bố trí camera đấy nhá. Đi lên, tham thính chỗ nào để camera đã. Nói nhỏ thấy có gì nữa. Hải Ninh ơi, để bố trí, gì ấy. Đang mở cửa. Thế mình đi lên tầng 3 mình xuống. Nó kia. Đi tầng 3 đi vòng nó kia mình ra được cầu thang ấy, mình bố trí điện thoại đấy nhá. Đi. Hả, nó đi lên tầng 3. Lên tầng 3 đi, tầng 3. Đang mở cửa. Đang đi lên tầng 3 xong rồi đi xuống tầng 2. Hả? Cuối ở cuối có cầu thang mà. Mở ra đi thôi, không sao đâu, đi thôi. Đấy, các bạn phải đi nối thắt cái này. Mở cửa ra. Mở ra. Thôi đi, đi xuống. Thôi, kéo ngã nhá. Đi đi. Ủa cái gì em? Chật này, không có nối đi. Không có nối gì các bạn ơi. Rồi các bạn ơi, vẫn có một cái rắc rối. Một rắc rối là chúng ta không bố trí được. Mà nhà gia đình ra bảo đang mở cửa. Giờ biết làm sao vậy đó? Lên tầng 4. Làm sao rồi? Lên tầng 4 không có nối xuống đâu. Hát đi, trước rồi mày quay đi á. Rồi, bố trí mày quay nhá. Đúng rồi, bố đang ngồi xưa. Ui, đang mở cửa. Đấy, đi qua cửa nhà nhá. Qua đi nhá. Sang bên kia. Đi sang bên kia. Bạn ơi, đã đứng được ở trước cửa nhà gia đình rồi. Bây giờ sẽ bố trí máy quay thế nào đây? Bố trí đấy nhá. Ok, đã set up xong máy quay rồi. Bây giờ làm nó đây. Để ở trước cửa nhà, xong là đi sang bên kia, gõ ông chạy. Ở đây mọi người nhìn thấy đấy. Trốn ở trong đây sẽ nhìn thấy đấy. Trốn ở trong đây là nhìn thấy luôn, mình phải trốn bên kia cả. Ok nhá, bắt đầu chuẩn bị nhá. Con người trốn trước đi. Bố trốn bên kia nhá. Ok, Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Mình biết. Gì vậy? Dạ. Dạ. Ký tên Phan Hâm Mộ. Cái gì vậy? Dạ. Ngã đấy, đặt kìa, ngã đấy. Vậy con. Ôi, đặt đi nhá. Trời ơi. Ôi à. Bác xấu xí. Đây nè. Phải không? Ô, phải ăn à? Nhiều ấy. Cái gì đây? Phải, Hoa nhìn thấy anh không? Anh bị... Anh tưởng Hoa nhìn thấy rồi, anh cười nhá. Hả? Anh tưởng nhìn thấy rồi, anh cười. Em tưởng có với Linh ấy về đi. Hả? Em tưởng có với Linh ấy về. Ô, con Linh đâu? Nó đi chơi rồi. Ba bố đi. Ôi trời ơi. Ba bố đi. Hả? Ba không phải cái người nhà mình. Hả? Hả? Bố không phải cái người nhà mình. Hả? Hải lên ấy đi, thôi bị lộ bại lộ. Tại vì lúc bố đang đứng ở dưới kia, bố đang nhòm nhòm nên thấy cô Hoa cô nhìn thì cô bố cứ tưởng cô Hoa nhìn thấy rồi nên bố cười. Em tưởng người mình có về. Hả? Bố này bố cười. Thôi bây giờ đằng nào nộ rồi hãy ăn ấy đi, hãy ăn nói vấn đề đi, cò nói vấn đề đi. Bác sĩ nhận à? Hôm nay 1/6 á? Ô thế? Trời ơi, đi lái thế nhở? Nhưng mà cô phải cho con đâu? Thì có ai làm sao đâu? Hả? Rồi, quả ra quả. Cô xin là cái này cầm lên uống nặng đi, bê đi. Rồi, cô xin bê đi. Cô xin bê đi, đưa cho cô Hoa và nói, bảo tặng ra đi cho bảo. Nhưng mà ra đi cho bảo đi đi nào, bố ai đi chơi rồi? Thôi, cô đâu phải em ra đi về. Cô đúng không? Cô giả vờ là đây, con đã tính xem nó phản hâm mộ. Dạ vừa là đây là bắt tặng cho mình đi vào bố. Tặng cái đó gì nhá? Không, để ra đi cho Bảo. Không, có nghĩa là ý tưởng ban đầu ấy là mang hộp quà mùng 1 tháng 6 này là quà tặng gia đình cho Bảo. Nhưng mà Hải Ninh bảo là ý đồ là sẽ đấy viết ở đây là quà tặng mùng 1 tháng 6 và ghi ký tên đây là Phan Hâm Mộ và để giữa cửa kia, sau đó gõ cửa xong là cho mọi người biết để gia đình ra bảo ra, và gia đình ra bảo không biết quà của ai, là chỉ biết là Phan Hâm Mộ, không biết là ai cả, hiểu không? Để xem cả. Đấy. Xem phản ứng của gia đình ra bảo như thế nào, với cả của chị San Xin như thế nào, hiểu không? Cô bảo đùa đấy nhá. À đùa. Rồi các bạn ơi, vậy là lá tặng quà cho cô Hoa rồi. Tuy nhiên thì hôm nay thì gia đình gia bảo không có ở nhà các bạn ạ. Đấy. Nên là kế hoạch thì bị thất bại. Tuy nhiên thì chị Sa thì chắc sẽ có màn chôn gia đình gia bảo các bạn nhé. Rồi. An ơi, ăn cái đèn đến cô đi. Đi về rồi mới cho kem. Kem gì ấy? Sắp xin cả. Có 4 cái. Ai ăn nhanh rồi. Thế chúng ta thì gì nào? Để cho cô chị ăn đi, mỗi người ăn cái nhiêu rồi đưa cho cô Hoa mà.